Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của May. Đây là một cái góc nhỏ nhỏ xinh xinh để tớ chia sẻ tất cả những cái kỹ năng kinh nghiệm liên quan đến chuyện đi làm, đi học. Và hy vọng rằng là những cái thông tin này sẽ giúp ích được cho các bạn rút ngắn được vài năm kinh nghiệm cuộc đời. Và video clip của tớ thì thường lên vào mỗi 9 giờ 15 tối chủ nhật hàng tuần. Ngày hôm nay thì tớ muốn chia sẻ với các bạn về chuyện trang điểm và chuyện trang phục ăn mặc như thế nào khi đi làm. Đặc biệt là sẽ rất hữu ích cho các bạn nào là sinh viên chuẩn bị đi làm và các bạn mới đi làm được một vài năm mà mình đang muốn kiểu thay đổi bản thân một chút để cho nó trưởng thành hơn và cho nó đúng chuẩn với cả phong cách formal hơn. Thì về cơ bản, đây sẽ là những cái lời khuyên dành cho các bạn làm trong những cái môi trường mà thực sự là mang tính chất là công ty doanh nghiệp lớn, chuyên nghiệp chút. Còn đương nhiên là ở những cái công ty trẻ, những cái nơi mà nó là mang tính chất là công ty truyền thông thì nó sẽ có cái style hoàn toàn khác hẳn. Tớ cũng đã trải qua cả hai nơi rồi và thực ra tớ thấy rằng là với cái phong cách của tớ thì về cơ bản là bạn ứng dụng ở đâu cũng được. Đương nhiên là có thể là với các agency hoặc là các công ty truyền thông thì có thể nó sẽ gọi là hơi già hơn một chút. Nhưng thực ra là khi mà các bạn đã theo cái style này thì nó sẽ rất bền. Tức là về sau này khi mà các bạn 40, 50 tuổi các bạn vẫn có thể mặc được mà không sợ nó bị lệch pha với cả số tuổi. Thế thì đầu tiên đấy là về make up look khi đi làm. Trên mặt tớ hiện tại đang là một chiếc make up look dùng để đi làm. Tức là các bạn có thể thấy là tớ không có xài kem nền. Trên mặt tớ vẫn có khuyết điểm. Thế nhưng mà tớ khuyến khích các bạn là nên có một chút màu sắc ở trên da. Tức là nếu như trong trường hợp các bạn cũng không muốn xài kem nền giống tớ chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng một chiếc kem chống nắng nâng tông. Thì tớ, các bạn cũng biết là trên kênh của tớ thì tớ thường không bao giờ kiểu quảng cáo bất cứ một sản phẩm nào cả. Bởi vì tớ không có thời gian để mà tớ thử test, hoặc là tớ cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm về các cái hoạt chất hay cái gì cả. Nhưng tớ sẽ chỉ giới thiệu những cái sản phẩm mà tớ đang xài thôi, để các bạn có thêm lựa chọn. Còn đương nhiên nếu như trong trường hợp các bạn đang có sử dụng cái sản phẩm khác nó tốt hơn thì rất highly recommend là các bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm đó. Thì nên sử dụng một cái chiếc kem chống nắng nâng tông và một cái bảng màu, có thể là bảng mắt hoặc là bảng phấn má mà có thể dùng được đánh cho mắt được luôn ý, khá là nhã nhặn một chút. Bởi vì trên mặt tớ các bạn có thấy rằng là hiện tại là tớ có đánh mắt và có cái eyeliner nhá, nhưng mà đánh mắt và đánh và cái eyeliner chỉ phục vụ cho mục đích là giúp cho khí sắc tươi tắn hơn, không phục vụ cho cái việc là kiểu mình show một cái style quá là rực rỡ hoặc là quá là kiểu cầu kỳ. Mà tớ chỉ muốn là khi mà chúng mình make up khi đi làm ấy thì chúng mình sẽ cho thấy một cái tinh thần sảng khoái, một cái khí sắc bừng bừng sức sống. Và khi mà mọi người nhìn vào cái mặt này của mình, mọi người sẽ thấy là mình rất là có tính, gọi là kiểu rất là cởi mở, rất là tích cực và luôn luôn ở trong trạng thái gọi là kiểu sẵn sàng làm việc và sẵn sàng cống hiến. Thì khi mà các bạn có một cái nhan sắc rực rỡ như vậy, khi mà các bạn có một cái khí sắc rực rỡ như vậy, kể cả với các bạn nam nhá, thì nó sẽ tạo cho người đối diện bạn một cái sự thiện cảm nó rất là dễ chịu. Và tớ thì hiện tại thì tớ đang sử dụng cái bảng mắt này của Too Faced thì tớ thấy nó rất là ok. Bởi vì cái bảng mắt này của Too Faced theo sẽ cho các bạn xem là màu mắt nó rất là dịu. Và các bạn cũng thấy đấy là tớ chỉ dùng có hai cái màu chính nhất và các bạn thấy nó hụt hẳn đi. Đấy là cái màu trắng là để tớ dùng làm base mắt, và cái màu hồng ở đây là để tớ đánh hàng ngày và tớ chỉ đánh một màu này thôi. Còn hôm nào mà tớ mà có đi tiệc hay gì đấy thì tớ sẽ nhấn thêm một chút màu hồng đậm này ở đôi mắt này. Undertone của tớ là da lạnh, thế cho nên tớ không hợp với các màu cam. Thế nhưng mà đây sẽ là một chiếc bảng mắt cực kỳ phù hợp nếu như bạn nào mà cũng có chi phí nó hơi xông xênh một chút. Còn nếu mà trong trường hợp mà các bạn không thì các bạn có thể tìm những cái bảng mắt mà nó dạng 4 ô như thế này. Tớ còn chưa bóc ra nữa bởi vì đây là quà bạn tớ mang từ Thái Lan về ấy. Tớ còn chưa bóc ra. Nó chỉ cần 4 màu như thế này thôi là đã rất là dễ xài rồi. Thì sao lại là nói về những cái như thế này? Bởi vì khi mà chúng mình make up khi đi làm ấy, nó không phải là vì mục đích là chúng mình đi roadshow, đi catwalk hay là chúng mình đi đến những cái nơi mà nó cần phải có một cái style, một cái make up look rực rỡ. Mà là chúng mình đang cho mọi người thấy một cái style từ đầu đến cuối là nó chỉn chu. Và nó không xuề xòa. Nó không trông, nó không bợt bạt, trông nó có sức sống. Ví dụ như này, sáng ra khi bọn mình ngủ dậy, bọn mình nhìn vào gương ấy là trông mặt mũi bơ phờ phờ phạc. Đặc biệt là bạn nào mà thức đêm nhiều ấy, là hai quần thâm mắt này nó thâm, xong nó trũng sâu, xong nó già, xong rồi là trông nó rất là mệt mỏi. Chỉ cần một chút kem che khuyết điểm thôi là câu chuyện nó đã khác rồi. Thì kem che khuyết điểm hôm nay mà tớ muốn cho các bạn biết đến đấy chính là cái highlighter của The Same. Đây là một cái mới tớ thấy chắc là mới với tớ chứ không chắc cũng không phải mới với nhiều người đâu. Tức là nó là dạng kem che khuyết điểm nhưng nó là màu hồng sáng. Thì các bạn có thể thử hoặc là che cái vùng này này bằng những cái loại chất kem nó màu hồng.
thì nó sẽ dễ che hơn là các bạn sử dụng những cái chất kem mà nó là cái màu cam da người truyền thống. Cái màu hồng này nó rất là nhạt thôi. Và tớ thấy là chỉ cần chấm hai phát và che lên thì là đỉnh của chóp. Là như thế, là sau đấy phủ phấn lên là ok rồi. Phủ phấn thì dùng bất cứ loại phấn nào các bạn có. Ngày xưa thì tớ cũng có một cái kem che khuyết điểm cũ của tớ xem ấy. Màu này là màu số 1,5. Thì so với da của tớ là bây giờ là nó tối hơn này, bởi vì kiểu tớ đã dưỡng da và nó đã sáng hơn ý, thì cái này là hơi tối và nó hơi khó xài so với cái màu hồng này. Thì các bạn có thể cân nhắc là để sử dụng cái này, bởi vì là nó dễ dùng thôi. Còn đương nhiên là tớ đã bảo rồi là trên kênh của tớ là tớ chưa bao giờ tớ review hay là tớ giới thiệu sản phẩm gì cả, làm gì có đồng quảng cáo nào đâu, đến ngay cả chạy quảng cáo trên kênh còn chẳng có. Thì tớ hy vọng rằng là những cái sản phẩm này sẽ có cho các bạn thêm sự lựa chọn. Rồi, thêm nữa đấy là tùy vào dáng mắt các bạn có thể chọn vẽ eyeliner hoặc không. Ví dụ như dáng mắt của tớ là phải vẽ eyeliner, sẽ tháo kính ra cho các bạn nhìn nhé. Là bởi vì dáng mắt của tớ là nó cụp xuống. Nó cụp xuống và trông nó rất là buồn ngủ, trông nó rất là thiếu sức sống. Thế cho nên là tớ đã phải vẽ một chiếc eyeliner đi ngang. Tớ cũng không vẽ xách lên dạng mắt mèo bởi vì không hợp. Thì tớ đã chọn một cái dáng là đi ngang. Và tớ sử dụng eyeliner của Lemonade thì tớ có 2 cây. Thì là tớ khuyên là mọi người với những ai vẽ chắc tay rồi thì dùng cái cây Natural này, bởi vì nó ra mực rất đều và dùng rất lâu. Tớ dùng cây này từ tháng 9, tháng 10 năm ngoái và đến bây giờ là được gần nửa năm rồi và nó vẫn ra mực đều, ngày nào cũng vẽ nha, kể cả thứ bảy chủ nhật là ngày nào cũng vẽ, bởi vì tớ đi chơi suốt đi mà. Còn cây này là dành cho những bạn mới tập này. Thì cây này ngòi nó rất là mảnh, sẽ cho các bạn xem cả 2 cái ngòi. Chắc là các bạn xem review cũng nhiều rồi, thực sự mà nói là xem nhiều rồi tớ biết. Tớ chỉ đang giới thiệu lại để cho các bạn có thêm lựa chọn, để các bạn thấy rằng là nó cái gì thì nó dễ dài với dân văn phòng của mình thôi. Thì đây sẽ cho các bạn thấy nó hơi khó bắt nét nha. Thì là cái cây Tiger này ấy, cái cây bên này ấy, cái cây Tiger này thì cái ngòi nó rất là mảnh, nó rất là dễ kẻ, dễ vẽ. Thế nhưng mà mực cây này thì tôi thấy là ít hơn cái cây hồng này. Mực nó ra đến đoạn cuối là nó ra không được đều nữa. Và còn cái cây hồng này thì mực nó ra rất đều và rất nhiều. Nhưng nhược điểm đấy là packaging rất tệ. Packaging xong thời mới xài thì ok, chứ sau một thời gian xài là vỡ hết này. Vỡ hết cả cái nắp. Và nó không còn chắc nữa, thấy không? Các bạn sẽ thấy cái độ lỏng lẻo. Chẳng qua mình xài vì nó cũng giá, nó cũng hợp lý, hàng người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam thế thôi. Và thêm một cái nữa đấy là phần má kem. Đi làm thì đừng dùng đồ có nhũ quá, là rực rỡ quá các bạn ạ. Ví dụ như chiều nay tớ đi chơi tớ có nhấn một ít nhũ ở trên mắt thôi. Chứ còn má là tớ dùng cái này và tớ chỉ dùng một chấm rất bé. Size rất bé thôi, bởi vì màu nó đã lên rất đẹp rồi. Chỉ một chấm như thế này thôi. Một chấm như thế này là mỗi bên một chấm là đã tán được ra rất là đều rồi. Bởi vì nó là dạng kem cho nên nó lì, nó bám rất là lâu và nó không tốn, cũng rẻ nữa, siêu rẻ. Thêm nữa đấy là màu sắc cũng đẹp và nhiều tông màu cho các bạn chọn. Thì và không xài không không nên có nhũ nha. Đi làm mà có nhũ quá thì nó cũng hơi lồng lộn ý. Còn đương nhiên là nếu như trong trường hợp mà các bạn cảm thấy nó cần có một chút bling 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 ở đây để cho mặt mũi nó căng bóng hơn thì nên dùng highlight. Để son môi thì tùy, son môi thì thích thế nào cũng được. Dạo này tớ đang dùng cái maximizer này của Dior thì tớ thấy cũng được. Ừ, dưỡng ẩm nó cũng không phải là quá xuất sắc. Tớ vẫn thích dưỡng ẩm của DHC hơn, nhưng bởi vì nó có màu thì có điều kiện thì xài thử cho biết. Đấy là về make up look nhá. Tức là sao, make up look là để cho các bạn có một gương mặt tràn đầy sức sống. Thật sự mà nói là tràn đầy sức sống. Và cho người ta thấy rằng là bạn trông rất là tươi tỉnh và bạn sẵn sàng đón chào một ngày mới rực rỡ. Và bạn có thể đương đầu với mọi khó khăn vất vả của công việc. Chứ còn đương nhiên là sẽ có những bạn cảm thấy rằng là đi làm, ủa số ơi, đi làm trả lương có 5 triệu, đi làm trả lương có 7 triệu thì chỉ làm thế thôi, đâu có kiểu phải lương cao đâu mà phải cống hiến. Ơ không, tớ biết là có nhiều bạn nghĩ thế, nhưng mà thực ra là nghĩ thế là rất sai nha các bạn nhé. Bởi vì rằng là tớ, như tớ đã nói ở clip trước rồi, đấy là nói gì thì nói, công ty nó vẫn cầm kèo trên, công ty rồi sếp là đối tượng trả lương cho mình. Chả việc gì phải làm căng với họ và chả việc gì phải thôi cho họ thấy một cái thái độ chán trường cả. Chúng mình cứ thể hiện một cái thái độ tích cực, chúng mình cứ thể hiện một cái thái độ kiểu bừng bừng sức sống lên, tinh thần hợp tác cao lên. Thì như thế nó mới là thái độ đúng đắn đối với công việc. Và như vậy thì các bạn mới có điều kiện thăng tiến. Và lúc đấy các bạn mới có thể ước mơ đến mức lương 20-30 triệu một tháng. Chứ còn nếu mà các bạn lúc nào cũng ôm cái tâm lý rằng là lương chỉ đến thế thôi thì làm gì, đúng không? Thế thì không thể thăng tiến xa được đâu các bạn ạ.
Rồi, bây giờ nói đến chuyện trang phục nhé. Thì thứ nhất là sẽ có hai trường hợp quan trọng này mà các bạn cần phải để ý cái trang phục của mình. Đấy chính là cái buổi đầu tiên đi phỏng vấn và thứ hai đấy là cái tuần đầu tiên đi làm. Đương nhiên là sau đó, sau cái tuần đầu tiên đi làm là các bạn đã quan sát và các bạn đã biết được cái style về cơ bản và bằng chung của toàn bộ công ty rồi, thì các bạn hãy ướm được cái style đó để bọn mình mua quần áo mới hoặc như thế nào đấy tùy các bạn. Nhưng buổi đầu tiên đi làm, những trang phục sau tuyệt đối không nên mặc. Một là quần jean, hai là áo phông, ba là các loại áo kiểu bó sát dạng hít tích, mặc trực tiếp lên người mà không có lớp bên ngoài. Kể cả trong trường hợp các bạn mặc blazer nhé. Kể cả trong trường hợp các bạn khoác blazer bên ngoài, áo hít tích cũng không. Các bạn bên trong các bạn mặc hít tích thì bên ngoài các bạn phải cho mình một lớp sơ mi hoặc một lớp áo len hoặc một cái gì đó. Hiểu ý tớ không? Bởi vì đặc biệt là các bạn nam là còn đỡ nhá, nhưng với các bạn nữ ấy là nó lộ áo lót. Nói thẳng với các bạn là như thế, là nó lộ, đặc biệt là bạn nữ nào mà lại có style kiểu sexy quyến rũ chút là áo lót là gen ấy, các thứ nó hằn hết cả cả hoa văn, cả dây áo các thứ, trông nó buồn cười và trông nó bị xấu. Cũng như là nói thẳng ra là liệu các bạn có đang định khoe cái gì không? Bọn mình đi làm chứ bọn mình có định tiến thân đâu đúng không? Thì nói thật là như thế đấy không? Tớ, các bạn cứ thoải mái nói tớ cổ hủ gì nhá, thoải mái, thậm chí là các bạn comment ở dưới cho tớ biết. Thế nhưng mà quan điểm của tớ là không mặc áo hít tech trực tiếp ra bên ngoài để show ra bên ngoài. Mà áo hít tech bên trong thì bên ngoài mặc váy dạ, bên ngoài mặc áo len, bên ngoài mặc sơ mi. Chứ không chỉ mặc mỗi hít tech không. Thứ hai đấy là không quần bò. Vì do vì sao? Bởi vì trong lịch sử truyền thống từ trước đến nay, quần bò chưa bao giờ là đồ formal cả. Nó là đồ casual thôi. Tức là sao? Tức là nó là những cái đồ bền dành cho tầng lớp lao động, chân tay. Nó là những cái đồ mà có thể che nắng, che mưa. Và cái chất vải đấy nó không phải là dạng vải. Kể cả trong trường hợp không rách nhá, không rách, không bạc màu, không phối màu, linh ta linh tinh, cũng không phải là đồ dành cho làm. Các bạn còn trường hợp sau này, vì nếu mà trong trường hợp mà công ty các bạn hoặc là các bạn làm back end, các bạn làm ở môi trường IT nó thoải mái, nó không có quy chuẩn gì về mặt quần áo thì thôi, thì đấy là môi trường của các bạn. Nhưng nếu như trong trường hợp tuần đầu tiên các bạn đi làm, tuyệt đối, và ngày đầu tiên đi phỏng vấn, tuyệt đối không mặc quần bò, áo phông. Với các bạn nam có thể mặc áo phông, nhưng vui lòng mặc áo polo, tức là dạng áo phông có cổ, không mặc áo phông cổ tròn. Và với các bạn nữ, nếu mà mặc polo thì ở dưới phải là quần kaki hoặc chân váy đẹp cho tớ. Chứ còn không có cái kiểu mặc áo cổ tròn xong rồi nhăn nhăn đúng đúng, xong rồi màu sắc, xong rồi hoa văn, hoa hẹ, hoa lá cành hết cả lên nhá. Hãy cố gắng mặc những cái đồ basic thôi các bạn ạ. Bởi vì khi mà các bạn mặc càng đồ basic thì trông các bạn càng sang. Chứ bây giờ các bạn mặc hoa hay hoa sói chứ đảm bảo là các bạn trẻ trung, các bạn tươi tắn lắm. Nhưng mà không ai cho những người mặc như thế đi vào những cái vị trí quan trọng, kiểu như là đi tiếp đón khách hàng, đi trao đổi, đi làm bộ mặt công ty. Thậm chí là đặc biệt là với các bạn lễ tân thì lại càng không được mặc như thế. Các bạn lễ tân là phải mặc sơ mi, chân váy, thậm chí phải mặc đồng phục của công ty. Bởi vì các bạn đang là bộ mặt của công ty. Và đặc biệt là với những bạn mà đi phỏng vấn những vị trí mà nó mang tính chất là bộ mặt của doanh nghiệp như thế, thì các bạn càng phải chú ý vào cái style ăn mặc của mình. Bởi vì HR họ cũng có thể đánh giá các bạn qua ăn mặc chứ, đâu có phải chỉ đơn giản là đánh giá qua kiến thức chuyên môn đâu. Mà không, mình cũng nói thẳng đi là với những vị trí mang tính chất là lễ tân công ty, mang tính chất là dẫn đường, giới thiệu khách hàng, thì kiến thức chuyên môn nó cũng không phải là cái gì đấy quá là cao. Nhưng cái style, cái khuôn mặt, cái hình thức, cái hình thể của các bạn là phải chuẩn. Ví dụ như tớ đây, tớ làm nghề đối ngoại này, tớ đi gặp khách hàng này là style của nó là phải chuẩn. Không thể nào mà ăn mặc úi xùi đi làm xong rồi áo phông xong rồi mặc inguilo bên ngoài xong rồi để nó lộ hết cả dây áo với các thứ ra được, đúng không? Các bạn nam dễ hơn nhưng cũng không được úi xùi đâu. Không được mặc những cái chiếc áo sơ mi mà nó không là phẳng, hoặc là mặc những chiếc áo đi làm mà hoa hòe, hoa lá cành, hoa cò, hoa sói các thứ. Mặc áo sơ mi biển để đi làm là không, tuyệt đối là không. Rồi, thế thì các bạn nên mặc những cái loại quần áo như thế nào? Sơ mi thì nên mặc sơ mi màu, nhưng màu trơn. Sơ mi có thể là xanh, có thể là tím, có thể là ghi, có thể là những cái sơ mi màu, nhưng nên là màu trơn. Cũng ít nên là mặc sơ mi trắng thôi, bởi vì sơ mi trắng nên dành cho những dịp đặc biệt. Hoặc là nếu mà mặc sơ mi trắng thì các bạn phải biết cách xử lý vải trắng cơ. Chứ còn tớ thấy nhiều bạn là mặc sơ mi trắng nhưng vải nó ố lắm rồi, chán thua. Trông nó lại còn kinh ý, nó cứ bị ố ố mà nó cứ lùm 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 cái màu ố vàng ấy, không ổn. Nên là nếu trong trường hợp mà các bạn không tự tin với các sơ mi trắng thì cứ phối sơ mi màu.
Với bạn nữ thì chân váy, quần Âu, quần Tây, chân váy xếp ly, chân váy bút chì, các thể loại chân váy. Nếu như các bạn sợ già thì hãy mặc chân váy đến đúng gối hoặc ngắn nhất là trên 5 cm so với gối thôi. Đừng có mặc cái loại mà nó chỉ vừa che đến đùi và cách đầu gối khoảng 15 đến 20 cm, cách một găng tay là không nha. Tuyệt đối không đấy, bởi vì tự nhiên mình lại lấy mình ra làm trò tiêu khiển cho mấy lão già dê ở trong cơ quan. Tội quá thì phải thế. Và khi mà các bạn đã có được những cái size quần áo ổn định rồi, người ta sẽ tập trung vào năng lực làm việc của các bạn. Bạn sẽ không bị để ý, bạn sẽ không bị soi mói những cái vớ vẩn bên ngoài nữa. Và điều thứ ba, đấy là hãy học style quiet luxury. Các bạn hãy học style của Taylor Swift ý. Siêu đơn giản mà siêu đẹp, siêu lịch sự. Mà mặc toàn đồ hiệu à, nhưng mà không có chơi mấy không có trưng mấy cái đồ logo hành tá tràng lên trên quần áo, bởi vì là trưng mấy cái đồ logo đấy người ta biết bạn giàu đấy, người ta thậm chí là người ta còn biết thừa là bạn giàu, kiểu rất giàu cơ, nhưng người ta không không hâm mộ bạn, mà người ta sẽ chỉ hơi buồn cười là bạn giàu nhưng giàu sổi, bởi vì giàu mà phải khoe ra. Chứ còn những cái người mà quay luxury là họ những cái style họ rất là tinh tế, màu sắc quần áo của họ nó rất là basic, nâu, be, trắng, đen, và không có show những cái đồ logo hoành tráng lên trên quần áo. Tớ đã từng nhìn thấy những chiếc áo mà vest, nó là vest luôn nhá, nó là vest, nó đẹp lắm, nhìn từ đằng sau lưng mê ơi là mê, nhưng đằng trước này ngay chỗ ngực áo này của bạn nam này có một chiếc logo Chanel to đùng ở đây. Tớ nhìn tới, đương nhiên là nhìn từ đằng sau tớ đã biết nó là đồ hiệu rồi, bởi vì nhìn từ đằng sau nó đẹp lắm, nhìn từ đằng sau là đường xếp ly này, đuôi tôm vẩy ra như thế nào, rồi là cái đường may, rồi là nhìn cái cúc áo, nhìn cái măng xét tay áo, nó đẹp lắm, nhưng mà đằng trước lại có một cái như này, tự nhiên cái áo tôi thấy giảm đi giá trị chắc phải 70%. Nên là các bạn hãy cân nhắc nhé, đừng đừng cố ý, mình cứ phải cố ý là mày phải trưng ra là mình có điều kiện, đừng, hãy kín đáo. Và chúng mình đi làm hãy khiêm tốn. Bởi vì sao? Cái sự kín đáo và các bạn khiêm tốn mà trong khi đấy các bạn lại rất có điều kiện, nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái vibe, một cái khí chất là các bạn không bị đặt nặng chuyện tiền bạc. Người ta sẽ thấy chơi với bạn rất là sướng, bởi vì chơi bạn nó rất là phóng khoáng, nó rất là tự do, nó rất là hào sảng. Nhưng mà các bạn lại không phải kiểu khoe giàu, thì tự nhiên bạn sẽ tạo được thiện cảm với tất cả những cái người xung quanh, đặc biệt là với đồng nghiệp và với sếp. Mà nên nhớ một điều rằng là đừng có show off quá, show off hơn sếp. Chả tội gì phải thế. À, nói thật là đồng ý là các bạn sẽ không đồng ý 100% với tớ trong clip này đâu. Bởi vì tớ biết rằng là sẽ có những bạn cảm thấy đây sẽ là những cái style, những cái suy nghĩ, những cái quá là cứng nhắc đi. Thế nhưng nếu như các bạn muốn làm ở những môi trường xịn, các bạn muốn ở những vị trí làm đại diện cho công ty, các bạn muốn làm những vị trí mà có được thể được ăn hoa hồng, rồi là được làm những vị trí mà không phải bạn thì không thể. Thì bạn phải để ý vào ăn mặc và với style, với cái khí chất mình thể hiện ra bên ngoài, với cái thần thái, với cái khí sắc tươi sáng là các bạn phải thể hiện được ra bên ngoài. Còn nếu như các bạn cứ cố chấp, các bạn cứ nghĩ rằng là không, đi làm chỉ cần quần bò, áo phông, đi làm kể cả tớ đi phỏng vấn, tớ cũng chỉ quần bò, áo phông mà tớ vẫn được offer lương 20-30 triệu. Đấy là việc của các bạn. Nhưng với những bạn mới ra trường thì các bạn hãy để ý những cái điều này, bởi vì những việc lớn nó phải được xuất phát từ những bước chân nhỏ, nó phải có những viên gạch đầu tiên đã. Chứ còn với những bạn mà được offer 20-30 triệu mà không cần phải để ý đến cung cách quần áo, thứ nhất là các bạn thì không phải làm ở những cái vị trí mà nó kiểu phải show mặt ra bên ngoài. Hầu hết đều là các bạn làm IT cả, hoặc là các bạn làm account, các bạn làm agency, thì các bạn phải có những cái style sáng tạo, những cái style mới lạ, những cái style trẻ trung. Và thêm nữa đấy là có thể là các bạn đi ra được headhunt, chứ các bạn thì không phải là người phải đi phỏng vấn xin việc. Nên là trường hợp của các bạn ấy cũng không thể áp dụng cho mình được. Và cái trường hợp của mình, nếu như bạn nào nghe thì mình hy vọng rằng là đấy sẽ là những cái kiến thức bổ ích, hữu ích cho các bạn. Video clip của tớ ngày hôm nay chỉ đến là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào 9:15 tối trên tuần sau. Bye bye.